Hạt dẻ nhà Quyền Linh khoe nhan sắc trong trẻo tuổi 16. Hạt dẻ, con gái út MC Quyền Linh, được nhiều người khen càng lớn càng xinh đẹp ở tuổi 16. Hạt dẻ, tên thật Mai Thảo Ngọc, chụp bộ ảnh theo phong cách Hàn Quốc, đón tuổi 16. Con gái út của Quyền Linh diện áo sweater kết hợp quần short. Hiện, Hạt dẻ học tại một trường quốc tế song ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô thường được ba mẹ đưa đi thăm cảnh đẹp khắp đất nước để giảm tải áp lực học hành. Sang tuổi 16, Hạt dẻ được nhận xét ngày càng trưởng thành, nữ tính. Cô có đôi mắt to tròn, sống mũi cao, gương mặt bầu bĩnh, được khán giả khen nhiều nét giống bố. Dạ Thảo, vợ Quyền Linh, cho biết con gái giúp chăm sóc bản thân nhờ biết cách tự lập từ nhỏ. Cô thường học cách trang điểm, dưỡng da trên YouTube và có gu thời trang riêng. Theo Quyền Linh, hiện tên tuổi của Hạt dẻ có phần còn hot hơn cả bố. Mỗi khi rảnh rỗi, MC thường quay những video ngắn đăng trên trang cá nhân chia sẻ với khán giả về cuộc sống, công việc của mình. Vài lần anh xuất hiện cùng các con. Nếu video chỉ có mình tôi thì rất lèo tèo, độ khoảng 1 triệu lượt xem, nhưng khi có Hạt dẻ bên cạnh, lượt view rất cao, nhiều khi đạt hơn 8 triệu. Con cũng biết mình được nhiều người yêu thích. Chú ý, anh nói. Dạ Thảo cho biết gia đình không chủ trương tia tên tuổi của con, nhưng Hạt dẻ và chị gái lọ lem vẫn được nhiều người yêu thích, các nhãn hàng chủ động mời hợp tác. Vợ Quyền Linh nói từng lo lắng khi hình ảnh, thông tin con được đăng quá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nữ sinh 16 tuổi cao gần 1,7m, sở hữu đôi chân thon dài. Cô tỏ ra dạn dĩ khi tạo dáng trước ống kính. Thỉnh thoảng, Hạt dẻ theo bố đi sự kiện. Quyền Linh nói anh đưa con đi cùng để cô bé dạn dĩ hơn, học cách ứng xử trước đám đông. Anh cũng thường cho con tham gia các chuyến từ thiện. Tôi muốn con quan tâm, chia sẻ với mọi người, trân trọng sức lao động, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh nói. Quyền Linh không định hướng Hạt dẻ nối nghiệp bố, gia nhập showbiz mà muốn con phát triển tự nhiên, theo năng khiếu, sở thích riêng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.